Hoàng Đại Bờ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đây sẽ là một kênh thông tin rất là hữu ích và đầy uy tín dành cho quý vị để chúng ta cập nhật được nhiều thông tin bổ ích. Bên cạnh đó, tìm ra những giải pháp để có thể chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ một cách tối ưu nhất với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia là những bác sĩ có tiếng trong ngành. Ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Cảnh báo bệnh cúm A tăng bất thường. Theo các chuyên gia, bệnh cúm A thường xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân. Thế nhưng những ngày qua, số ca mắc bệnh này được ghi nhận tăng bất thường tại khoa nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tiến sĩ bác sĩ Đặng Thị Thúy, trưởng khoa nhi cho biết thêm, ban đầu các bác sĩ cũng không nghĩ đến bệnh cúm. Thế nhưng khi nhận thấy các biểu hiện đáng ngờ, các bác sĩ đã tiến hành thêm xét nghiệm. Kết quả ghi nhận hơn 1/4 ca mắc cúm A trong số hàng trăm em đến thăm khám hàng ngày. Theo Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cúm A có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp, nước bọt hay dịch tiết mũi họng. Thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Tuy nhiên đối với trẻ em có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể dễ trở nặng, gây biến chứng và dẫn đến tử vong. Để tránh nhầm lẫn cúm do nhiễm virus gây viêm đường hô hấp với cúm A, phụ huynh cần lưu ý ngoài các triệu chứng ban đầu tương tự nhau như sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, đau họng. Trẻ mắc cúm A thường sốt cao từ 39 đến 40 độ C, da mắt sung huyết, họng đỏ sung huyết toàn bộ, mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc. Nhiều trường hợp nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Ba mẹ cần chủ động phòng chống cúm A bằng cách hàng ngày vệ sinh mũi họng bằng nước muối, đồng thời thường xuyên rửa tay với xà phòng, che miệng khi cần hắt hơi, vận động, ăn uống đủ chất để tăng cường sức khỏe, sử dụng hỗ trợ các sản phẩm tăng cường đề kháng cho trẻ, đặc biệt từ trẻ 6 tháng đến 5 tuổi. Biếng ăn ở trẻ không phải là bệnh. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có trên 50% trẻ gặp tình trạng biếng ăn trong độ tuổi từ 1 đến 6. Có thể nói đây là nỗi ám ảnh khiến không ít phụ huynh phải đau đầu vì muốn tìm cách trị bệnh triệt để cho con. Tuy nhiên đây là một sai lầm vì biếng ăn không phải là bệnh. Để giải quyết vấn đề này, cần kết hợp nhiều biện pháp song song việc dùng thuốc. Dấu hiệu nhận biết trẻ biếng ăn theo độ tuổi. Trẻ từ 0 đến 6 tháng. Trẻ thường ngủ không đủ, ăn vặt, ngủ vặt, quấy khóc, nước tiểu vàng, do bú không đủ lượng sữa dưới 500ml một ngày. Trẻ từ 6 đến 12 tháng, lượng bú dưới 450ml một ngày. Trẻ thích nhẹ thức ăn hơn thích nuốt. Trẻ khóc khi nhìn thấy đồ ăn. Trẻ từ 1 tuổi trở lên, chỉ thích bú sữa không ăn dặm, không biết nhai, ăn uống kém. Đồi tivi, bế rong khi ăn, bữa ăn kéo dài từ 30 phút đến hàng giờ. Trẻ gặp các vấn đề liên quan đến sự phát triển thể chất và trí não, được chẩn đoán thiếu vi chất dinh dưỡng hoặc suy dinh dưỡng. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ rơi vào tình trạng biếng ăn, song có thể nhận thấy nguyên nhân chính đến từ thói quen sinh hoạt không đúng hay hậu quả từ một số bệnh lý khác. Để giúp bé ăn ngon miệng mỗi ngày, các mẹ cần lưu ý chế biến thức ăn phù hợp với độ tuổi, nhiều màu sắc, tạo sự thích thú khi ăn cho bé bằng việc cho bé tự do khám phá thức ăn bằng các giác quan thông qua việc tự cầm, bóc, đưa lên miệng. Nấu món bé thích rồi dần giới thiệu những món mới. Nguyên tắc cơ bản trong trị biếng ăn là tuyệt đối không ép trẻ ăn. Cho bé vui chơi ngoài trời ít nhất 30 phút một ngày. Khi ba nhu cầu ăn, ngủ, vận động được đáp ứng, chúng sẽ bổ trợ cho nhau giúp bé ăn ngon hơn. Tuy vậy cần tăng cường bổ sung các vi chất dinh dưỡng định kỳ cho bé vì bữa ăn hàng ngày vẫn đang có nguy cơ thiếu 50% nhu cầu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là trẻ biếng ăn. Song song với những việc trên, phụ huynh nên dùng sản phẩm bổ sung hỗ trợ phục hồi tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng cho trẻ. Siro ăn ngon 3 tác động có các thành phần giúp hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật như hạt cỏ kari, ngọn centauri và rễ cây long đẫm vàng. Là sản phẩm được đề cập trong phác đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia hỗ trợ các mức độ biếng ăn dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Kính thưa quý vị, tình trạng trẻ biếng ăn, còi cọc, nuôi mãi không lớn chính là nỗi lòng của không ít các ông bố, bà mẹ. Có thể nói rằng, chứng biếng ăn là chướng ngại vật nặng ký trên chặng đường nuôi dạy con đầy gian nan và vất vả. Một con số thống kê cho thấy, ở Việt Nam hiện nay, tình trạng trẻ biếng ăn đang cao gấp 4 lần so với các nước phát triển, phổ biến trong giai đoạn trẻ từ 1 cho đến 6 tuổi. Biếng ăn dẫn đến các hệ lụy rất nặng nề, khiến cho trẻ bị còi cọc, suy giảm hệ miễn dịch, chậm phát triển. Như vậy, bí quyết nào để giúp cho trẻ hết biếng ăn và tăng cân khỏe mạnh? Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với bác sĩ Nhi Khoa, chúng ta sẽ trò chuyện về chủ đề này.
với sự tham gia của thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình. Xin mời quý vị hãy ghi nhớ tổng đài của chúng tôi chính là 1-800-8070 để gửi gắm những thắc mắc của mọi người. Những chuyên gia sẵn sàng để giải đáp cho quý vị. Bên cạnh đó, Hòa Đại Bơ xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Fito BB, Appetito, Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin mời bác sĩ cùng với tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một câu chuyện ngay sau đây. Con ơi, Tường ơi, nè ba nè, ba nè, đâu nhảy cao lên coi, nhảy cao lên, đúng rồi, đưa tay cao lên, đó, nhảy lên, nhảy, đúng rồi, nhảy lần nữa, một lần nữa, lên, đúng rồi, mình phải tập nhảy như vậy, hiểu không, xong rồi mình ăn đồ ăn vô nè, bổ sung vitamin đồ nè, là con sẽ cao hơn, đúng không, đi qua đây, đó. Nè con còn nhớ vạch xanh này không? Là nửa năm trước là ba đo cho con nhớ không? Bây giờ là nửa năm sau rồi, nuôi con như bỏ heo vậy đó. Bây giờ đến lúc sẽ gặt thành quả thôi. Đi vô con trai, vô. Đứng thẳng cho ba coi. Ủa kìa, ấp mặt vô coi. Ấp mặt vô tường nhìn ba, Ủa gì kì vậy? Con ở nhà có ai vẽ này của ba không vậy hả? Con có vẽ của ba không? Ủa sao y chang vậy? Ủa gì mà nuôi nửa năm không lớn ta? Con rồi, tới giờ ăn rồi. Cháo yến. Trời ơi, yến cái gì em ơi, em vô đây em coi giùm phụ anh coi. Con qua đây ngồi. Ngồi cái gì em coi nè. Cái gì nó không lớn luôn nè, phải ăn mới lớn. Ăn cái gì con vô đây. Đây nè, vô đây ba đo lần nữa coi nè. Bữa ba làm dấu nè, ha, hai cái dấu nè, đưa đây. Ủa sao y chang vậy ta? Thôi, lên đây ngồi con. Chưa, không được. Mình nuôi nửa năm rồi. Tao đứng thẳng cho bà coi coi. Con. Ủa sao nó y chang vậy? Y chang đâu mà y chang. Lên ngồi. Lên ngồi đi con, lên ngồi đi. Cháo yến nha. Mình ăn cháo yến cho nó bổ sung vitamin. Ăn vui lên con, sao mỗi lần ăn như cực hình vậy con? Không, vui mà. Vui con, vui vẻ lên nè. Vui. Nhông, nhông, ba làm con ngựa. Rồi. Hồi nãy là ăn một cử rồi, bây giờ thêm một cử nữa. Nghĩa là dằn bụng thôi, lấy cái cân cho em. Cái cân. Đó. Bao nhiêu là bao lên ký luôn. Rồi, lên cân. Đó, lên cân, để còn bao nhiêu ký rồi. Nè. 5 ký. Cái gì vậy trời? Hả? Kêu thằng nhỏ lên cân chứ tự nhiên lên, leo lên cân. Bỏ ra dép ra, đứng lên luôn. Đứng lên. 18 rồi, xuống. Đây nha. 18. Ghi sổ đàng hoàng hết rồi. Ghi cái gì bữa y chang? Y chang cái gì mà y chang? Tháng 5 là 18. 18 luôn nè. Tức là tháng 5. Tháng 6 18. Tháng 7 18. Ủa bây giờ tháng mấy? Gì? Ủa sao có... Đúng 18 luôn đó. Ủa em có ghi lộn không ta? Em ghi lộn gì, anh cũng có tưởng đo lộn mà cuối cùng y chang vậy đó. Ủa vậy là 4 tháng trời mà có 18 hả? 18 không, cơ cao cái nhiêu đó mà vẽ hoài đó. Ủa gì kỳ vậy con, đồ ăn của mẹ con để đâu vậy? Hả? Con sao tập thể dục hoài mà con không chịu cao vậy? Hả? Chiều nào cũng ra đánh bóng chuyền với ba mà sao không cao nổi vậy? Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Nè, tiền bạc bao nhiêu là cháo yến, xong rồi hay là chè yến, rồi cái gì cũng yến, nói chung là trời, con tuồn ra đâu hết rồi mà không có vô người một miếng nào cho mẹ hết vậy? Ngày nào cũng dành thời gian tập thể dục rồi nhảy tứ nhảy lui rồi cuối cùng thiệt luôn. Trời ơi là trời, thiệt tôi khổ quá, tôi không có hiểu cái nỗi khổ này, ai khâu cho tôi luôn á. Tại sao lại đối xử với tôi vậy? Bao nhiêu tiền của tôi tất cả là vô cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy con? Trời ơi. Đánh gì mà đánh dữ vậy Lâm? Cái gì từ từ nói chứ. Con ơi, con đừng có buồn. Trời ơi, Lâm ơi, một mình con quánh ba người này còn chết nữa. Mập cây con bẻ rắc à Lâm. Ba con đánh con hả? Con nói trời đất ơi, nó gật đầu. Trời ơi, đánh dữ không con? Đánh đau không? Ba con ba. Trời ơi, quánh quá. Quánh thằng nhỏ si sức. Thằng nhỏ cao 1m8. Mày quánh bây giờ còn có 8 tấc.
thì có sớm này mà nhiều cặp ly dị là dơ cho bảy đó. Cái mình đi trước đó, chưa thấy cái gì là nghe thấy hai vợ chồng con la làng đó, sớm mà nghe tiếng cây gãi là vô là quả quyết là vợ chồng cuối lộn luôn á. Không có, dữ vậy, đang rút lối, đang có cái gì mà giống như là ức ức quá. Dữ quá ức. Tại sao hả, là tốn bao nhiêu tiền của nè, mua đồ ăn, nấu ăn ngon cho thằng nhỏ, lúc nào cũng mua đồ xịn, đồ tươi, đồ ngon, mắc ơi là mắc. Mà bây giờ có thằng nhỏ ăn hoài, nè nè, đó, nửa năm trôi qua mà cứ hoài 18kg à, không biết đồ ăn nó trôi đi đâu luôn á. Nè nè nè, ăn được là một chuyện mà có hấp thu được đồ ăn hay không nó là một chuyện nữa. Thì đó, mày biết sao không, nhiều khi nó đút cho con ăn, nó con không ăn cha ăn. Thiệt hả anh, vậy là bao nhiêu chén yến của em là vô người anh hết rồi đó hả? Trời ơi, em thấy nãy giờ nè, anh có ăn cái miếng nào của em đâu. Vậy là con vợ ăn. Em có ăn không? Con vợ ăn đừng vậy, người ta ăn yến là tóc tai đẹp, vậy da dẻ đẹp, vậy là nó ăn rồi Lâm ơi. Trời ơi, không có, có nghĩa là mỗi lần mà em thổi thổi như này là em thích cái hơi yến thôi, là em cũng đẹp được như vậy rồi. Trời đất ơi, tại sao mày thích có mày đẹp mà chờ chị tắm yến mà chị không đẹp? Thôi chị tắm yến quá đó. Nói nghe nè, tại vì tôi thấy vợ chồng tôi gây lộn, tôi căng thẳng quá tôi lo. Chứ ai mà làm lợi bảy? Trời ơi, bảy là nuôi bảy tám đứa cháu mà, đứa nào đấy cụi 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 luôn. Mà nghe lời bảy đi, con nít nhiều khi có đứa nó ăn mà nó không hấp thụ. Nghe chuyên gia người ta nói chuyện. Mà chuyên gia đâu bảy? Đây, mời gặp chuyên gia. Tóm gọn lại là gia đình trong tiểu phẩm vừa rồi đang rất là lo lắng, bởi vì hàng tháng đều theo dõi cân nặng của bé và cảm thấy là lo lắng tại sao ba mẹ đã đầu tư rất nhiều cho con, nào là dinh dưỡng, nào là những hoạt động thể chất, tại sao bé lại không phát triển trong một khoảng thời gian khá là lâu như vậy. Bác sĩ có thể tư vấn cho mẹ của các bé biết được rằng là theo dõi cân nặng cho bé như thế nào là phù hợp. Bác sĩ có thể giải đáp cái vấn đề này không ạ? Nhiều bà mẹ cứ gặp bác sĩ cứ hỏi sao con em nuôi hoài không lớn. Dạ. Em cho nó ăn đầy đủ lắm mà tại sao nó không lớn? Đứng về cái khía cạnh của người làm chuyên môn luôn phải hỏi kỹ như thế nào là đầy đủ. Hay là thấy những cái ngón ngon bổ, thí dụ như thịt gà, ngày nào cũng cho ăn gà rán. Dạ. Hay là ngày nào cũng cho ăn thịt bò. Dạ. Bé chẳng chịu ăn rau, chẳng thích ăn trái cây, ăn nhiều chất tinh bột, nhiều chất đường. Dạ. Thiếu chất đạm. Chất đạm nó có nhiều trong thịt cá, trứng, sữa. Dạ. Và trong cái chất đạm đó nó còn có canxi này, sắt, kẽm. Dạ. Nhiều khi bé ăn thịt thôi không ăn cái khác thì nó sẽ thiếu những cái vitamin, thí dụ vitamin C thì làm sao nó hấp thu được chất sắt. Dạ, dạ. Làm sao hấp thu được kẽm. Thì chúng ta thấy là vấn đề cân bằng chế độ ăn đầy đủ sẽ bổ sung được nhiều cái vi chất để giúp cho bé nó phát triển tốt. Như vậy là đầy đủ, hỏi kỹ thì không đầy đủ. Đối với bé mà lớn, ví dụ như 3 tuổi trở lên thì đâu phải tháng nào cũng tăng cân, phải là một quý bé không tăng cân trong một cái thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chiều cao. Đặc biệt mà đối với những trẻ dưới 1 tuổi mà 1-2 tháng không tăng cân thì chúng ta phải nên xem xét kỹ và tìm hiểu cái nguyên nhân. Dạ vâng ạ. Trong cái tiểu phẩm vừa rồi á thì em thấy là gia đình của bé cũng rất là chăm chút nha, cũng đầu tư dữ lắm á, thậm chí là bỏ tiền ra mua yến xào cho bé ăn nữa. Như vậy cái việc ăn yến xào, ăn những chất bổ dưỡng thậm chí là đắt tiền như vậy á có phù hợp không ạ? Thật ra thì yến xào nó cũng có một cái giá trị nhất định, cũng có chất đạm và một số các vi chất. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ ăn yến xào để bồi bổ mà bé không được cung cấp đầy đủ thực phẩm ở các cái nhóm, thí dụ như chất bột đường, rồi chất béo, rau xanh, thì bé sẽ thiếu năng lượng và đồng thời là thiếu nhiều cái vi chất. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của trẻ. Không phải là mình ăn yến xào là coi như là bé đã đủ chất. Ồ, như vậy là mình phải bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng khác nữa. Nhưng mà chắc chắn vẫn còn có nhiều bé bị còi cọc nè, rồi không phát triển, không tăng cân, không tăng chiều cao. Như vậy thì ba mẹ thật sự lo lắng. Và lúc đó các bác sĩ sẽ tư vấn như thế nào để bổ sung chất dinh dưỡng cho bé và đặc biệt là đầu tư thêm trong bữa ăn của bé như thế nào ạ? Đối với những cái trường hợp mà bé chậm phát triển về cân nặng trong một cái thời gian dài mà để ảnh hưởng đến chiều cao, có nghĩa là bé đã thấp còi. Đợi tới cái giai đoạn đó thì khó điều trị đó. Thật sự là nó không có đơn giản. Cho nên đối với trẻ nhỏ thì 1 tháng, còn trẻ lớn 3-4 tháng chậm tăng cân thì mình phải chú ý liền, chứ không để ảnh hưởng đến chiều cao thì như vậy không có tốt. Mà trường hợp mà không có những cái bệnh lý đặc biệt, có thể là những đứa bé nó bị dung sáng mà mình không chú ý đến cái tẩy dung định kỳ thì nó cũng sẽ làm cho bé ăn nhiều mà không lớn. Ngoài ra nữa đó là những đứa bé mà nó hay bị cái tình trạng dị ứng viêm đường hô hấp trên thường xuyên thì nó cũng sẽ biến ăn. Cái sau cùng là chúng ta mới xem xét lại kỹ
cái khẩu phần cho ăn đúng chưa, đã đủ nhóm chất bột đường rồi, nhóm chất béo, rau xanh, chất đạm. Làm được như vậy là trẻ sẽ bổ sung được nhiều năng lượng và đồng thời nhiều cái vi chất để giúp cho bé phát triển về cân nặng cũng như chiều cao. Dạ, cảm ơn bác. Để khắc phục được vấn đề này là cũng là khá là nan giải bác ha, bởi vì không thể nào mà ép trẻ một cách bị động được và khiến cho trẻ càng ngày càng không thích ăn. Chúng ta phải tạo rất là nhiều sự hấp dẫn để cho trẻ cảm thấy thức ăn rất là ngon. Bên cạnh đó chú ý nhiều hơn nữa về những vi chất để cung cấp cho bé. Bác sĩ có thể tư vấn để cho bé cảm thấy thích ăn hơn. Trong những cái trường hợp bé biếng ăn cũng một phần là do cha mẹ ép ăn cái món mà bé không thích. Yeah. Bé thích ăn thịt không mà cứ ép bác bé ăn rau hay là ăn cá thì bác không thích. Các bà mẹ phải lưu ý bổ sung vi chất dinh dưỡng. Yeah. Đặc biệt là phải chú ý đến tăng cái kích thích ngon miệng cho bé. Dễ dàng thấy cái gì nó cũng thèm ăn. Yeah. Cái thứ hai nữa đó là các cái sản phẩm nó phải có các chất mà nó giúp cho tiêu hóa, nó có nhiều enzyme hấp thu tốt. Và cái thứ ba nữa là bổ sung đầy đủ những cái vi chất từ những cái chất đạm, các acid amin cũng như là các cái vi khoáng và các cái yếu tố vi lượng đầy đủ sắt, kẽm, canxi, vitamin C theo cái nhu cầu của lứa tuổi trẻ, giúp thúc đẩy cái sự ăn ngon cũng như là đáp ứng được các cái nhu cầu đầy đủ thì bé nó sẽ phát triển cơ thể tốt hơn. Yeah. Một cái điều nữa chúng ta lưu ý là nếu mà các bà mẹ đó chọn được sản phẩm mà trong cái thành phần nó có những thảo dược thì nó sẽ an toàn. Yeah. Đặc biệt là hạt cỏ cà ri giúp cho bé ăn ngon miệng hơn. Yeah. Và từ ngọn centauri, lông đẫm vàng thì nó sẽ làm tăng cái enzyme tiêu hóa, giúp bé dễ hấp thu hơn. Yeah. Và những cái sản phẩm có đầy đủ vitamin, khoáng chất sẽ kích hoạt cái cơ thể hấp thu dưỡng chất cũng như là phát triển đồng bộ, sẽ giúp cho cân nặng cũng như chiều cao sẽ được cải thiện kịp thời so với những cái bé bình thường. Như vậy là chúng ta ngưng ngay cái việc là ép buộc bé phải ăn món này, phải ăn món kia theo lệnh của ba mẹ, mà chúng ta sẽ sử dụng chất xúc tác với công thức là tình yêu thương của ba mẹ nè, cộng với những sản phẩm bổ sung thật là phù hợp. Những sản phẩm này giúp cho trẻ cảm thấy kích thích muốn ăn, thèm ăn với những nguyên liệu làm từ thảo mộc thiên nhiên. Nó sẽ giúp ích cho trẻ hơn rất là nhiều. Chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ về những thành phần, bên cạnh đó là lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác đã chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm hay. Và với những lời chia sẻ đó của bác Vân thì không biết là gia đình trong tình huống vừa qua sẽ giải quyết như thế nào đây. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thấy chưa? Hay quá bảy ơi. Sao không hay, tao là bảy tám đứa cháu mà không hay, ai hay? Nuôi sáu bảy đứa cháu là nhờ cái quà này. Quà gì vậy bảy? Hay. Đâu con coi coi. Trời ơi, hôm bữa mày có quà mày hỏi chị bảy đó. Hỏi luôn trước luôn cháu hả? Trời ơi nó chu đáo lắm. Ý trời ơi, siro ăn ngon ba tác động 100% từ thảo dược châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên, tiêu hóa, hấp thu tốt. Bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật, sản phẩm dùng cho bé từ 6 tháng tuổi. Vị ngọt thanh rất dễ uống, được nhập 100% nguyên hợp từ Italy. Đã không? Quá đã luôn. Nuôi mấy đứa cháu hồi đầu cũng gây lộn banh trời chứ không phải như bên này đâu. Ghẹo thôi, tôi biết tụi bay vợ chồng tụi bay là thương con, ghẹo vậy thôi chứ ai mà đánh lộn mà dậy sống vậy. Thấy thương. Dạ. Cái là đứa nuôi đứa nào đấy nó có này hấp thu đồ ăn. Có nghĩa là ăn là một chuyện mà nó phải vô người. Đúng rồi. Hiểu không? Nó hấp thu vô người nó. Chị ép hoài. Ăn quá trời luôn mà không có lên được miếng chí nào hết. Nãy giờ ôm nhôm nhách là nhẹ bỏng ký à. Thôi đừng buồn nữa nha. Đừng lo gì trơn trời á. Giờ này yên tâm vụ này ha. Dạ, yên tâm. Rồi. Cảm ơn bác Vân ngày hôm nay đã cung cấp rất là nhiều thông tin hữu ích đến cho quý vị khán giả và đặc biệt là gia đình của tình huống vừa rồi. Nếu như quý vị có bất cứ vấn đề nào trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ nhỏ, xin mời quý vị hãy gọi đến số tổng đài 1-800-8070. Các chuyên gia sẵn sàng giải đáp những vấn đề của quý vị nhé. Và bên cạnh đó, khung giờ phát sóng quen thuộc là 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chào đón quý vị với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Xin cảm ơn nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon ba tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, Hoa Đại Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 18 rồi, xuống. Đây nha. 18. Ghi sổ đàng hoàng hết rồi. Ghi cái gì bữa y chang? Y chang cái gì mà y chang? Tháng 5 là 18. 18 luôn nè. Tức là tháng 5. Tháng 6, 18, tháng 7, 18, ủa bây giờ tháng mấy? Cái gì?